Rồi hello anh em, thì hôm nay là ngày 27 tháng 5 năm 2023 nha anh em. Thì hôm nay thì tiếp tục thì em sẽ lên clip cho anh em. Nói chung thì sáng sớm anh em mưa rất là lớn luôn. Đó, mưa lớn mà còn dai nữa. Nên hôm nay thì em không có đem ra ở ngoài ngoài sân trước được. Đó, nên em sẽ để trong nhà thôi. Đó. Để trong nhà thì nói chung thì mưa thì nó ảnh hưởng rất là nhiều tới chim. Cái thứ nhất là chim anh em phải cho ăn uống đầy đủ, khỏe mạnh, bổ sung thêm vitamin, chứ để không thôi thì nó rất là dễ bệnh, với lại là nó rất là dễ chết anh em đó. Nên anh em mùa này thì anh em hãy cẩn trọng nha. Nói chung thì cái chắc chắn cái việc chết thì chắc chắn là sẽ không tránh khỏi rồi anh em đó. Ai nuôi chim mà nó rơi vô cái mùa mà trở mùa kiểu giống như vậy á mà không chết á, thì mấy người đó thì rất là hay. Còn nói chung thì cả em nuôi rồi mà còn chết mà đó, thì anh em ráng anh em chăm nó kỹ kỹ nha. Còn nếu mà anh em riêng mà anh em mua chim ở bên em mà nó có chết thì anh em cứ thông báo đó, em sẽ hỗ trợ đó. Thì nói chung thì giống như ngày hôm nay anh em mua đó, ngày hôm nay em mua thì trong vòng từ 5 tới 7 ngày đó, 5 tới 7 ngày đó, 5 tới 7 ngày mà chim có chết á, thì anh em cứ báo em, thì đợt sau anh em bắt á, thì em hỗ trợ giảm giá. Nhưng giảm giá thì em giảm để một ít thôi, chứ nói chung thì không thể nào mà giảm được nhiều đâu nha anh em đó. Tại vì cái này thì em hỗ trợ được cái phần nào cho anh em thì em hỗ trợ thôi, chứ em mà hỗ trợ mà giống như anh em mua con đó 500 mà em bán lại cho anh em có nửa giá thì cái đó thì nó quá thiệt thòi cho em. Nói chung thì em sẽ hỗ trợ một ít thôi, tầm khoảng 50-100 ngàn thôi nha anh em, chứ em không thể nào mà em hỗ trợ được nhiều đó. Rồi ok, thì em sẽ vô từng dòng để cho anh em dễ lựa nha. Ok, thì tiếp tục thì em sẽ lên sáo đen cho anh em đó. Thì hàng sáo đen này nó đã đứng kèo hay đã biết mổ rồi nha anh em đó, nhưng mà có một số con nó vẫn còn đút mà đó. Đó, thì dòng này á anh em nuôi á thì anh em cắt cánh anh em thả đi vòng vòng á, nó lụm mấy cái đồ rơi vãi ở dưới á đó, giống như sâu dưới ghế rồi anh em, thì nó đó rất là khôn. Thì dòng này thì anh em nuôi á, ví dụ như đó đúng giờ ở đây em có thả, tại hôm nay mưa quá em không có thả ra đó, thì em anh em thả ra hello, thì anh em thả ra xong tới đúng giờ là tự động nó quay về anh em đó. Thì dòng này rất là khôn, anh em cắt cánh em thả đi vòng vòng đó. Đó thì đã tự biết ăn biết mổ hết rồi nha anh em, biết ăn cám luôn rồi đó. Thì anh em rất là em thì về rất là nhiều luôn đó, thì hai lồng đó, hai lồng nha anh em. Đây đó, thì hàng này thì em bán là 300 ngàn một con nha anh em, sáo đen nha, sáo đen con nha anh em, 300 ngàn một con. Đây rồi ok, thì anh em xem anh em thích thì anh em cứ gọi cho em nha đó. Nhiều con lông rất là bóng, một rất là đẹp luôn nè đó. Thì nhiều con các anh em trên cái phần bây giờ đó, trên cái phần mỏ nó đã bắt đầu nó dựng lông lên rồi nè anh em đó. Nè nhiều con nào không, cái đầu nó có cái màu nó dựng lên rồi đó. Đâu đó. Rồi ok, thì em bán là 300 ngàn một con nha anh em, sáo đen nha, giá 300 ngàn một con đó. Em có hai lồng thì tầm khoảng 15 con á anh em đó. Sáo đen nha, sáo đen nha anh em. Thì sáo đen thì bên em thì không có bán sáo nâu, tại vì sáo đen thì nó khôn hơn sáo nâu, với lại nó nói được nhiều hơn sáo nâu đó, với lại giá thành nó cũng ok hơn. Còn sáo nâu thì nó rất là rẻ nữa anh em đó, nên sáo đen thì em bán là 300 nha, 300 ngàn một con nha anh em. Rồi còn nếu mà anh em nào mà thích hàng đúc á đó, thì hàng còn đúc ăn luôn á anh em nào, mà nếu mà anh em nào mà có thời gian anh em còn đúc á, đúc cho nó ăn á, thì anh em lấy hàng này đó, nó còn đúc ăn này nha anh em đó. Nhưng mà nó đã đứng kèo cứng rồi đó, nó muốn bay luôn rồi anh em đó. Thì hàng này thì em vẫn bán đồng giá cho anh em nha, là 300 ngàn một con nha anh em. Rồi đó, giá 300 ngàn một con đó, anh em thấy hàng đúc thì anh em lấy hàng này nha đó. Rồi
tiếp tục là dòng đầu tiên nha anh em. Thì hàng này là hàng than lửa đó, than lửa nha anh em, than lửa. Thì hàng này thì tỷ lệ chống máy là 50-50 đó, có nhiều con cái cằm nó đen anh em. Đây để em bắt ra thử mấy con cho anh em đó, cái cằm nó đen nhưng mà lông của nó thì lại là lông xám anh em đó, nên chưa biết là trống hay là mái. Đây giống như con này đây anh em, cằm đen nè anh em, đúng không, cằm đen mà chạy dài luôn đó. Thì thường thường thì mấy anh em chơi chim thì ảnh, mấy anh em chơi chim á thì ảnh bắt theo cái tỷ lệ giống vậy nè đó, thì là trống. Nhưng mà bù lại cái con này á, lông trên đây á thì lông nó lại xám xám anh em đó, lông của nó thì lại xám xám đây, thấy không, cằm thì cằm đen, lông thì lại lông xám xám. Nên cái hàng này thì em bán theo tỷ lệ là 50-50 để cho anh em dễ lựa đó, cho anh em qua anh em lựa. Thì anh em nào mà lựa được thì anh em cứ lựa đó, nếu mà ra trống thì anh em lời, còn mà ra máy thì anh em cũng không có lỗ, tại vì giá 250 thì nói chung thì nó cũng bằng với ở ngoài thị trường nó bán than máy anh em, giá là 250 luôn đó. Thì hàng này là 250 nha đó, với hàng bên đây cũng là 250 luôn. Đây nè, đó, đây, cái này cũng là 250 luôn nha anh em. Thì hàng lựa nha, hàng lựa, hàng anh em tự lựa là 250. Rồi, còn hàng bao máy, hàng bao máy thì ở trên đây đó. Thì hàng bao máy là là 200.000 nha anh em. Tại sao hỏi là hàng bao máy? Tại vì mấy con này thì cái cằm nó lọt lắm anh em đó. Thì theo kinh nghiệm của em thì cằm lọt thì tỷ lệ ra máy nó rất là nhiều đó. Nhưng mà một số trường hợp rất là đặc biệt, nhiều con cái cằm nó lọt anh em. Đây, lọt là giống như vậy nè đó, thì nhiều con cái cằm nó lọt nhưng mà sau này nó trổ ra trống nha anh em. Thì cái này là em đã có thấy rồi, tại vì mùa trước á em có giữ lại tầm khoảng 50 con than mái đó, than mái cằm lọt giống vậy nè đó. Thì sau khi mà nó thay lông, nó lọt lông rồi thì nó trổ ra trống đó, nó trổ ra trống nha anh em, nó trổ ra trống đó, nên rất là, nên không thể nào mà nói được chính xác 100% là trống, 100% là mái đâu nha anh em đó. Rồi ok, thì hàng mái nha, hàng mái em bán là 200.000 một con, còn trống, còn hàng tự lựa, hàng tự lựa dưới đây á là 250 nha anh em, 250 một con ở bên đây nè đó, hai bên đó là 250 một con đó. Anh em thích qua lựa bên nào thì anh em cứ lựa. Đây, con này đập cánh nè. Rồi ok, thì đất nha anh em tiếp tục thì em sẽ lên đất cho anh em. Thì đất thì bây giờ bắt đầu đã rơi vào gần như là cuối mùa rồi anh em đó, cuối mùa. Thì hôm nay thợ nó báo em là lô cuối nhưng mà nó về thêm được thêm 2 lô nữa đó. Thì nó nói lô này thì có thể là sẽ hết đó anh em đó, nên anh em ráng anh em tranh thủ qua mua nha. Thì đất em bán đồng giá cho anh em là 200.000, 200.000 một con nha anh em, 200.000 một con. Đây, hàng này nè, ngày hôm qua nó còn nằm mổ mà nay đã lên, nó đã đứng cứng rồi anh em, nó chạy tung tăng rồi nè đó. Thì hàng này thì thợ gửi cho em thì hàng này siêu nhỏ nha, rất là nhỏ, mấy con nhỏ con rất là đẹp luôn nè đó. Anh em thích bắt hàng nhỏ con thì anh em bắt hàng này nè đó. Thì hàng này em đã rửa ra hàng nhỏ con rồi nè đó, còn hàng bự thì trên đây đó. Đó, thì đất nha, đất em còn rất là nhiều luôn đó. Thì em bán đồng giá cho anh em là 200.000 một con nha anh em, 200.000 một con. Anh em thích bắt hàng nhỏ, em có hàng nhỏ luôn nè đó, cương tướng rất là nhỏ luôn mấy con này nè, mấy này tướng rất là nhỏ, có một con cánh trắng rất là lớn luôn á. Để lát em quay cái con cánh trắng nó cho anh em. Đất nằm nè mà anh em nhìn cái bản cánh nó nè, trời ơi vãi chưởng, kinh dân khủng. Đất nằm nha. Đó, anh em
nào mà nhanh tay bắt cái con đó thì ok. Đó, con nó cánh trắng hồi xưa giờ em chưa thấy cái con nào mà cánh trắng nó bự như vậy luôn nha anh em. Đó thì đất nha, đất em bán đồng giá là 200.000 một con nha anh em, 200.000 một con. Rồi, khuyên thì thôi. Khuyên thì em về được 2 ngày. Đó, em về được 2 ngày em cho nó ăn uống ok khỏe mạnh xong rồi. Đó thì em mới đăng bán cho anh em. Thì ở đây khuyên nha. Khuyên thì anh em qua anh em tự học là 50.000 một con nha anh em, 50.000 một con. Đó, cho anh em test thoải mái, cho anh em lấy lòng anh em test thoải mái luôn, là giá là 50. Còn mà hàng bao trống ở trên đây là 100.000 một con nha anh em, 100.000 một con, bao trống là 100. Chim đã ăn cám cứng hết rồi, ăn cám cứng hết rồi nha anh em. Đó. Đây, tự học là 50, bao trống là 100.000 nha. Đó, chim đã ăn cám cứng ngắt hết rồi. Đó thì anh em xem anh em thích con nào thì anh em cứ gọi cho em. Còn than ở đây thì là than bổi nha anh em. Đó, than bổi thì thợ em nó báo chiều nay thì sẽ về, bắt đầu về tiếp tục về hàng, tại vì hôm nay bên đó nó mưa dữ quá nè nên nó ngừng một thời gian. Thì chiều nay thì em về một số lượng là than với lửa, hàng cam giáp hái cho anh em. Đó, hàng cam giáp hái nha. Thì anh em ở gần thì anh em cứ qua lựa nha anh em. Còn than bổi, hiện tại than bổi bây giờ em đang bán cho anh em á là 250 một con nha, 250 một con. Đây, nhiều con rất là đẹp luôn nè, giống như con lòng số 76 này anh em, cao cầu dài đòn, đuôi rất là xuyên đánh luôn nè. Đó, còn con 77 nè, con này thì ôm lông khát lông nè anh em. Đó, rồi thì than bổi nha, em bán là 250 một con. Còn anh em nào mà thích mà hàng bao trống thì em vẫn còn nè, than con bao trống nè. Đó là 400.000 một con nha anh em, 400.000 một con. Đó, rồi ok. Thì tiểu mi thì ở đây thì em cũng còn, hôm qua em lên clip có nhiều con nó hót anh em, anh em ủng hộ rất là nhiều. Thì sáng nay thì em cũng test ra được mấy con hót anh em, giống như con lòng số 27 nè. Đó, con 27 là hót rồi nè anh em. Đó, con lòng này cũng hót rồi luôn nè. Thì hiện tại ở đây em còn tầm khoảng 10 con. Đó, 10 con. Thì sáng thì em test được 3-4 con hót rồi anh em. Đó, con này cũng hót luôn nè. Đó, con này bản đuôi xòe nè anh em. Đó, đây là lòng số 30 đi nha anh em, 30 đi nha. Đó, rồi lòng này là lòng 24 nè anh em. Đó thì tiểu mi là em bao chuẩn trống nha anh em, bao chuẩn trống, bao chuẩn Đà Lạt cho anh em luôn. Thì tiểu mi em bán đồng giá cho anh em là 350 một con nha, 350 một con. Đó, thì chiều nay thì sẽ về lửa bổi với than bổi, thì em về thì xong em sẽ quay lên cho anh em luôn. Rồi thì cũng cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi ủng hộ trong suốt thời gian qua nha. Xin cảm ơn anh em và xin chào anh em.